bị cái này xong rồi nó lại phát cái nữa, bây giờ nó lỡ một lỗi cái này, bây giờ em đang thực hành tu nào cũng đang nói với thầy á, em thực hành thì nó giảm 50% rồi. Nó khô rồi, em tu nào được ứng đây nè thầy. Nhưng mà trên này á thầy, ở dưới này sao được, trên này nó cái gì luôn đó. Em tu dưới này nó lành, cái trên này nó từ từ cái nó nhạt ra, trên này nó có một quần đem thui hết luôn mũi luôn này, nó độc ứng kia luôn. Em tu vào trên này. Thầy dưới này cái cổ nó lành, trên này nó cũng giảm cỡ 50. Tại vừa hồi em nói thầy em đang thực hành để có diện báo cáo thầy. Kể chuyện nghe vụ ông xã em đi. Dạ ông xã thì ung thư da cái chỗ này nè, nó lỡ hoài. Em đứng lên, em đứng lên nói cho các bạn coi. Rồi xong em đánh cái bộ mà bộ da, rồi xong em giảm tiết dịch, rồi bấm cái bộ tiêu viêm tiêu ú, tiêu viêm tiêu ú đa năng á, đưa vào da. Lúc trước thì đánh cái bộ tiêu viêm tiêu ú đa năng có nghĩa là nó chậm quá, nó không ấy. Em mới nắm cái bộ da trước, rồi bấm cái bộ giảm tiết dịch, rồi bấm cái bộ tiêu viêm tiêu uống đưa vô da. Đó thì thời gian sau nó làm. Bây giờ cái nó... Nhưng mà em đừng có tô màu, hôm nay em nói tô màu gì đó. Dạ, nhưng bây giờ em đang thực hành tô màu. Bây giờ nó chỗ đó làm, bây giờ nó tới từng cổ chỗ này là đi. Mình không có mặc áo nam á, thường hay là mặc trên nhà ngồi dài, có nghĩa năm á. Nó bị chỗ này xong rồi nó lại phát cái nữa, bây giờ nó lỡ một lỗ chỗ này, bây giờ em đang thực hành tô màu cũng đang nói với thầy á. Em thực hành thì nó giảm 50% rồi. Nó khô rồi, em tô màu được ứng đây nè thầy. Nhưng mà trên này nè thầy, ở dưới này sao được, trên này nó cái gì luôn đó. Em tô dưới này nó lành, để trên này nó từ từ cái nó nhạt ra, trên này nó có một quần đem thui hết luôn mũi luôn này, nó độc ứng kia luôn. Em tô màu trên này. Thầy dưới này cái cổ nó lành, trên này nó cũng giảm cỡ 50. Tại vừa hồi em nói thầy em đang thực hành để có diện báo cáo thầy. Hay quá. Em đang tô màu. Tức là ông xã em bây giờ nó lỡ chỗ này. Dạ, ở đây nó cũng nó quần đen thui ở đây luôn. Dạ, quần hết cái lỗ mũi luôn thầy. Trên này sao, trên này là y dị luôn, có nghĩa là độc ứng. Em tô màu trên này bây giờ nó có nghĩa là nó nhạt dần đi cỡ 50 rồi. Dưới này nó vết thương nó cũng lành, nó cũng kéo dây nâu được 50. Mà em tô ngày mấy lần? Dạ, em tô ngày được một lần. Ông xã về tí xíu ông đi là em trước khi em làm thì em đi học đó. Em tô ngày được lần. Có khi là em tô màu, em kêu nhóc em làm chính đường sinh mệnh của em và em tô màu rồi em đi. Mà em bị hết hai bàn tay, em tô màu bên đây luôn, hai bàn tay chung đó. Nhưng mà em thấy bàn tay nó nhẹ, nó hết. Còn cái từ cổ thì giờ được 50-60. Em đang đợi, em đợi xong em báo cáo này. Mỗi lần em tô bao lâu? Dạ, em tô 30 tiếng tiếng. Tô nhanh, có khi em tô tô bằng cây sao chổi á. Nè, sao chổi nè, bằng sao chổi, rồi em làm thử rồi. Mọi người coi. Không tô mai em. Con mặt mình á. Dễ thấy. Vậy đó hả? Em tô nhanh. Giống như kỹ thuật của thầy dạy vậy. Còn trên đây thì em dùng tay em ấy. Dùng tay hả? Có khi tôm này em mổ tay của em dùng bằng tay. Rồi. Tôm bằng cái thân của cái gì vậy? Cô bé này vô bằng cái thân chứ không tôm bằng đầu. Cũng được, có thể. Nhưng mà tô đầu hay hơn, tô đầu nha. Em lấy cái đầu này nè, em để chạm cái đầu chạm á, chứ đừng định lấy cái thân. Cái thân nó bằng tháng à, em hiểu không? Nó không có chú thích mạnh bằng cái đầu giò. Đó, chúc mừng, cứ vậy theo dõi dần rồi báo cáo thì biết nha.